Em cũng biết là em cũng phải hiểu cho ba em, nhưng mà em không biết hiểu từ từ cái gì nữa. Thôi nói thiệt là anh cũng không biết khuyên gì nữa. Anh xin lỗi tại vì anh chưa kịp hiểu ba anh thì ba anh cũng mất rồi. Cho nên anh không có hiểu được mối quan hệ của cha con nó như thế nào. Nhưng thôi, ráng đừng buồn nữa. Mà nếu có buồn thì như anh nói đó, cứ gọi anh. Em cảm ơn anh. Thôi, đừng có cảm ơn. Tự nhiên cái cảm ơn hoài làm anh ngại quá. Anh cũng thấy thấy em có duyên chứ. Với lại thấy em cũng tội nghiệp. Thêm một phần nữa là em đẹp. Cho nên là anh thích tự gặp em. Em đừng nghĩ anh xấu xa hay là có gì đó tội nghiệp anh nha. Con có biết cái chỗ này là cái chỗ nào không? Không phải là chú ơi, chú ơi. Nín! Câm! Đi qua bên kia ngồi để tao nói chuyện với con gái đâu. Dạ. Ba... Sao ba... vậy con? Hả? Con có biết cái chỗ này là chỗ nào không? Tại sao con có mặt ở đây? Tại sao ba có mặt ở đây? Ba đi công chuyện rồi ba ghé vô đây. Công chuyện? Thằng này! Mày làm cái gì con gái tao rồi? Dạ tụi con... Đây là bạn của con. Bạn? Bạn hả? Ba vô không kịp là nó làm cái gì con? Nó đưa cái mặt sát vô cái mặt con rồi. Ừ? Tụi con không có làm cái gì hết. Tụi con đi chơi bình thường, trong sáng, không có sao hết. Tại sao ba không về nhà đi? Ba có nhà mà. Bữa nay ba không về được. Tại sao ba không về? Công việc nữa đúng không ba? Ba có công chuyện của ba. Con biết mà. Ba lúc nào cũng công việc hết á. Còn gia đình của ba ở nhà, ba đâu quan tâm đâu. Vậy tại sao ba tới đây ba quan tâm con để làm cái gì? Con nói vậy là sao? Công việc của ông á, ở ngoài kia kìa, đang đứng đợi ngoài đó. Ông lo đi đi, ông đừng có xen vô cuộc vui của tôi nữa. Con nói cái gì mà ba không hiểu vậy? Ông không hiểu hả? Hay là tự bản thân ông chối bỏ tất cả những gì ông đã làm? Ông muốn biết không? Ông lên mạng ông xem clip kìa. Ông đi ngoại tình, rồi ông bỏ mẹ tôi ở nhà phải chăm sóc tôi và anh tôi. Công việc của ông là như vậy đó hả? Công việc của ông là như vậy đó hả? Hân à, con nghe. Hân nghe. Tết đó. Thôi thôi. Hân Guys. Mẹ. À, đang tính tiền hả? Mẹ. Vậy? Con có cái cục kẹo này con cho mẹ. Em lột cho mẹ ăn nha. Mẹ ơi, con muốn... Ủa mẹ? Chưa ngậm gì mẹ phun rồi? Mày mà nói muốn á, là tao biết báo tới rồi. Báo muốn gì nói đi. Con nói với mẹ là... Hay là con nghỉ học á, cái con đi phụ mẹ nha. Mày nói điên nói khùng gì vậy? Mẹ đủ sức lo tụi con ăn học, cho dù không già này đi nữa. Không được nói chuyện nghỉ học hay chưa? Rồi có gì đâu mẹ. Con nghỉ học rồi con đi làm phụ hồ, làm công nhân gì đó, miễn phụ cho mẹ kiếm tiền thôi. Im đi. Sao con nghe lời mẹ vậy? Con có biết á, phải có học,
thì sao được con mới không khổ như mẹ nữa. Hiểu không? Mẹ đang thương mày đó. Con không thương mẹ bộ. Thương mẹ thì lo học cho giỏi đi, ngoan ngoãn nghe lời mẹ là được rồi. Mẹ, ngày mai con xin nghỉ học thêm. Cái thời gian đó con sẽ đi kiếm tiền và con tự đóng tiền học. Con cũng vậy. Con sẽ đi làm phụ mẹ, làm cái gì cũng được. Hai đứa con làm chắc chắn sẽ được. Cửa cho anh đi em. Hạnh, mở cửa cho anh đi mà. Em Trí, anh biết là anh có lỗi, anh xin lỗi em. Bây giờ em muốn đánh chửi anh cái gì cũng được, nhưng anh xin là em đừng có lặng nhạt với anh. Hạnh ơi, anh yêu em lắm Hạnh à. Mở cửa cho anh đi em. Anh xin lỗi mà. Em mở cửa cho anh đi. Hạnh ơi. Em. Sao vậy? Sao khóc? Thôi mà, anh xin lỗi rồi, đừng có khóc nữa nha. Thôi mà nín đi, đừng có khóc nha. Tại sao anh lại đối xử với em như vậy? Một câu nói dối của anh đã biến em thành một con chó phá hoại gia đình và người khác. Tại sao lại làm với em như vậy? Em à, anh biết rõ nguyên tắc sống của em mà. Em không muốn phá hoại gia đình ai cả. Em chưa bao giờ muốn phá hoại gia đình ai cả. Thật ra thì anh cũng muốn nói chuyện này với em lâu lắm rồi, nhưng mà anh chưa có dịp thôi. Anh yêu em chứ? Sao mà anh không yêu em được? Cục cưng của anh mà. Vậy thì bây giờ em không muốn sống thiệt thòi và khổ tâm nữa. Em cần một danh phận. Được rồi, em yên tâm. Anh hứa với em là cái chuyện này anh sẽ giải quyết rất là nhanh. Chắc chắn là anh sẽ ly dị bà. Anh hứa, từ nay trở đi anh chỉ yêu một mình em thôi. Em tin anh sẽ làm được những gì anh nói. Sao vậy? Lời hứa của anh là hy vọng sống của em đó. Alo. Chắc là mình cũng lấy ở kho cũ thôi. Cái gì? Ông có khùng không? 2 tỷ hả? Anh nói cho anh, khùng quá đi. Vô anh Sang. Thoải mái đi anh, thoải mái đi. Em hát. Em hát đi. Thôi hát đi anh, em hát đi. Vô. Nào đi. Vô.
hát thoải mái đi anh Sang, cứ thoải mái đi. Hát đi anh, hát đi. Thôi thôi được rồi. Hay em có thể lui ra ngoài chút xíu để anh bàn chút công việc với lại anh Sang. Em. Cảm ơn anh. Còn em. Cảm ơn anh. Em đi ra ngoài nha. Trời ơi, cưng dễ sợ luôn á. Thiệt luôn á anh Sang, cưng nó dễ sợ luôn. À, anh Sang, cái vụ 2 tỷ có chưa anh? Tôi nhớ là mấy đợt trước mình lấy hàng, mình chỉ cần có gần 500 triệu, mà sao lần này tới 2 tỷ dữ vậy? Anh yên tâm đi, chuyến này ổn lắm. Khách hàng á, họ nói với tôi á, sẽ ký hợp đồng làm ăn 1 năm. Mà đợt kỳ rồi á, mình làm với họ chỉ có 1 tháng đã hết 1 tỷ tiền hàng. Thậm chí á, mình không còn hàng để làm với những khách mới. Tôi thấy chuyến hàng này tốt, giá lại rẻ. Mình mà bỏ cơ hội phí lắm anh. Nhưng mà cái mối này có uy tín không? Họ làm với mình lâu rồi, uy tín giống như tôi nè. Anh cứ yên tâm. Vấn đề là bây giờ tôi không biết làm sao mà xoay ra để có 2 tỷ liền đây nè. Thì anh kêu khách hàng đặt cọc trước 1/3, rồi anh lấy thêm tiền của công ty là đủ. Cái đó không được đâu. Tại vì tiền của công ty là còn để trả lương cho công nhân, rồi thuê mặt bằng sản xuất, rồi trả tiền nhân công. Nếu mà bây giờ mình lấy ra rồi mình xoay sở sao? Chuyến hàng đầu tiên á, sau khi mình giao cho khách xong thì mình xin lấy tiền trước đợt 1 luôn. Như vậy á, sẽ đủ tiền trả tiền nhân công, trả luôn tiền thuê mặt bằng luôn anh ạ. Anh đừng có lo lắng quá, anh hãy tin tôi. Thôi được rồi, ông cứ về công ty làm việc đi, tôi sẽ điện cho kế toán. Anh cố gắng nha. Thôi tôi đi. Ăn gì kêu giùm em. Cho anh một cái lẩu bò nha. Rồi. Nhanh nhanh chai. Dạ, anh chị ăn gì ạ? Cho tôi tới nạm đây. Dạ, con chị dùng gì? Ăn cái gì thì kêu mà không có miệng hả? Cho chị phở tái đi em. Dạ. Sang thiệt, làm không được bao nhiêu tiền, đi ăn một buổi ra hết rồi. Nghe đợi xíu nha. Ok. Mày bị đau miệng hả? Tao kêu mày sức dầu, sao mày không sức? Ủa, giờ đau ở trong cái miệng nè, sức dầu sức làm sao? Còn chả treo nữa, sức làm sao là gì của mày? Lo ăn đi, đừng kiếm chuyện nữa. Có ông kiếm chuyện á, chứ nãy giờ tôi ngồi im tôi có dám nói cái gì đâu. Mẹ nhà mày nữa, có để bố mày ăn ngon mẹ hay không? Ở đây á, tao không muốn đánh mày. Mày về nhà chết mẹ mày với tao nè. Bây giờ muốn làm cái gì thì làm đi, muốn đánh thì đánh chết tôi luôn đi, tôi chán lắm rồi. Chán nè, chán nè, chán ra đây. Đó, quán em đang buôn bán anh đừng phá giùm cái. Mày nói cái gì? Tao phá quán mày hồi nào? Hả? Mày biết bố mày là ai không? Em không biết bố anh là ai hết trơn á, nhưng mà anh làm gì khách em đi hết trơn rồi kìa. Tao thích đánh á. Mày làm sao?
Tôi xin cậu. Tôi xin cậu. Tôi đang nỉ cậu, cậu đừng có đánh ông, đừng có đánh chồng tôi. Trời ơi chị ơi, giờ này chị còn binh ổng nữa, cái thứ súc vật này giết chết mẹ cho rồi đi. Trời ơi. Trời. Dốt. Có chuyện gì vậy? Ông coi á, thằng chó đó nè, tôi đang ngồi tôi ăn, nó đưa Duyên đánh tôi, nó ăn bắt phở tôi xuống đất. Ông chạy cho Duyên của đây hả? Dạ dạ anh xin lỗi anh. Dạ. Chuyện sao vậy? Đánh giờ ổng kìa, còn phá quán nữa. Em bảo vệ khách thôi mà. Trời ơi, cái gì vậy, cái quýnh ta. Nhìn lại coi, khách khứa bỏ chạy hết rồi. Chuyện vợ tao, tao quyền tao dạy. Mất mơ thôi mày. Dạ 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 anh, à, dạ, anh cho tôi xin lỗi. Rồi bây giờ có gì mấy cái này để tôi đền bù cho anh nha. Dạ dạ anh. Rồi xin lỗi người ta đi. Nhanh lên. Cuộc đời tôi ghét nhất những thằng đàn ông đánh vợ. Vậy thì tội gì mà tôi xin lỗi một thằng súc vật như ông. Ngồi lại, mày đứng lại. Ngồi lại. Ê. Ê. Nè. Có chuyện gì vậy? Ủa mày không thấy sao còn hỏi? Trời ơi, tôi mới vừa tới luôn á trời. Tôi đâu có biết chuyện gì đâu. Tự nhiên đang làm cái bỏ đi đâu vậy? Thì nói chung là tôi cũng hiểu cho ông. Nhưng mà ông phải biết một điều á, là trong cái cuộc sống này ai cũng sẽ gặp những cái hoàn cảnh khó khăn hết đó. Chẳng lẽ mỗi lần ông thấy ai gặp điều khó khăn là ông đều ra tao giúp đỡ hả? Ừ. Trời ơi thiệt. Nhưng mà cái đó là hoàn cảnh của người ta. Ông có nghĩ là khi ông hành động như vậy rồi á, chỉ về nhà chỉ với chồng chỉ rồi chỉ sẽ ra sao? Bây giờ á, chỉ có chỉ mới tự giải thoát được cuộc đời của chỉ thôi. Mà ông ra tay vậy á, ông làm như vậy chẳng khác nào á là ông thêm dầu vô lửa cho gia đình của người ta nữa. Ông có nghĩ đến cái hậu quả không? Đừng có đó mà dạy đời tao. Tao làm như vậy tại vì tao nhìn thấy mẹ của mình ở trong đó. Rồi, mẹ ông cũng là mẹ tôi à. Anh em mình nhớ chung hoàn cảnh mà. Nhưng mà làm gì làm, đừng có để mẹ lo nghe chưa. Mẹ nói gì hoài à, bớt đánh nhau lại đi. Nói sao không nghe vậy? Ôi mẹ không thấy cái cảnh đó đâu, chồng đánh vợ ác lắm. Trời ơi, chồng đánh vợ luôn hả? Rồi cuối cùng là ai đánh ai? Rồi xong cái bể hai cái tô người ta không kêu đền là may lắm rồi nha. Nhưng mà mẹ biết sao không, được cái mất việc. Mất việc thì tìm việc khác, còn mất mạng không tìm lại được đâu. Mà mẹ nói thiệt nha, mày cứ vậy hoài không ai tuyển đâu. Khỏi đi cái việc làm nó đi, rảnh phụ mẹ là được rồi. Thôi đâu có được, nhà ba người ai cũng đi làm, con không đi làm cũng kỳ. Trời, ngày kiếm có mấy chục mà làm quá. Thôi cũng mua được hộp cơm bộ mẹ. Thôi đi ông tướng, ngày cứ vậy hoài. Vô tắm rửa đi, rồi ăn cơm. Thôi, con tránh đi. Sao? Bữa nay nghe nói là Hân nó lãnh lương, mình đi ăn ngoài đi. Ê, gì? Ủi. Thôi đi đi mẹ phụ đó, ngon lành chưa? Ghê ghê ghê, gõ nha. Ok dạ. Đi đâu vậy chú? Thôi Vũ, hai đứa vô trong đi. Đi vô trong. Ông còn giáp giáp cái mặt đây nữa hả? Vậy đây có việc gì? Nhà cửa lúc này sao rồi? Ông hỏi chi vậy? Quan tâm hả? Không, tôi chỉ quan tâm con thôi. Ừ,
ký đi. Không cần ngạc nhiên như vậy đâu. Tôi biết chắc sẽ có ngày này. Từ trước giờ tôi cứ nghĩ không có ông, mẹ con tôi sẽ không sống được. Nhưng chẳng qua tôi tự xem rẻ bản thân tôi thôi. Như vậy cũng tốt. Cái nhà này tôi để lại cho ba mẹ con. Các con tôi nó cũng lớn rồi, nó sẽ biết tương lai nó làm sao. Ông không cần tỏ vẻ cao ngạo chi. Là một người đàn ông không làm tròn nghĩa vụ người cha để cho con không coi trọng là ông thất bại rồi. Làm người mẹ mà dạy cho con mình hận cha là người mẹ tốt ha. Tôi không phải là người mẹ tốt, và tôi cũng càng không cố gắng trở thành một người mẹ tốt. Còn bây giờ hết việc rồi, ông cầm tờ giấy này và bước ra khỏi nhà tôi. Ba mẹ con tôi chưa từng là ví dụ trong cuộc đời của ông, để ông phải bỏ đi và làm lại cuộc đời mới. Tôi hy vọng ông bỏ ngay cái tư tưởng thiếu ông thì mẹ con tôi sống không được đi.